chỉ có hòa bình mới cứu được Ukraine. Quang Sang xin kính chào quý khán thính giả của tin 360 News. Bản tin thời sự được phát sóng vào lúc 19:30 hàng ngày. Thưa quý vị và các bạn, bản tin ngày hôm nay gồm có những thông tin đáng chú ý như sau. Nga oanh kích 109 khu vực của Ukraine, bắn hàng loạt khí tài đồ sộ của Mỹ. Bị thoá mạ liếm ủng cho Putin, chính trị gia Anh tuyên bố không còn thanh niên nào ở Ukraine nếu Zelensky không sớm đàm phán. NATO có tổng thư ký mới, liệu chính sách của liên minh có thay đổi hay không? Houthi tuyên bố dùng tên lửa siêu thanh tự chế tập kích tàu Israel. Và các tin tức đáng chú ý khác. Quý khán thính giả thân mến, các bản tin bình luận của kênh chỉ mang quan điểm cá nhân có tính chất tham khảo, nhằm đem đến cho quý vị một góc nhìn đa chiều của sự việc và không nhằm phản đối, đả kích bất kỳ một cá nhân, tổ chức hay quốc gia nào. Nếu quý vị có những góc nhìn khác nhau thì hãy để lại bình luận bên dưới cho chúng tôi được biết nhé. Điều này sẽ giúp cho kênh ngày càng cải thiện hơn để có thể phục vụ quý khán thính giả ngày càng tốt hơn. Và không để quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ đi vào phân tích vấn đề ngay sau đây. Nga hạ thêm xe tăng Abrams phá hủy 3 bệ phóng Hamas trong 24 giờ. Bộ Quốc phòng Nga tối ngày 26 tháng 6 thông báo, quân đội nước này đã phá hủy 3 bệ phóng Hamas do Mỹ sản xuất cùng nhiều tổ hợp hỗ trợ trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Hệ thống bệ phóng Hamas của Mỹ tại Ukraine được trang bị nhiều công nghệ và vũ khí hiện đại, bao gồm hệ thống phóng đa năng có khả năng phóng tới 6 rocket dẫn đường hoặc một tên lửa chiến thuật nước đối đất ATACMS trong một lần phóng. Các rocket dẫn đường M-30, M-31, GMLRS có tầm bắn khoảng 70-90 km và độ chính xác cao nhờ vào hệ thống định vị GPS và dẫn đường quán tính IAS. Tên lửa tác chiến chiến thuật ATACMS có tầm bắn xa từ 165-300 km. Hệ thống này được lắp đặt trên xe tải FMTV có khả năng di chuyển linh hoạt trên nhiều địa hình, tích hợp hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến và hệ thống liên lạc để nhận lệnh và dữ liệu mục tiêu. Thiết kế gọn nhẹ và tính cơ động cao của Hamas giúp dễ dàng vận chuyển và triển khai nhanh chóng đến các khu vực chiến sự. Việc phá hủy 3 bệ phóng và một phương tiện vận tải chỉ trong 24 giờ là một thành tựu lớn của quân đội Nga, vì những hệ thống này đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động chiến thuật đối với đối phương, với độ chính xác và tầm bắn cao, khiến chúng trở thành mối đe dọa nghiêm trọng trên chiến trường. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các hoạt động tiêu diệt hệ thống Hamas được thực hiện bằng phương tiện hàng không chiến thuật, máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh. Cách tiếp cận tích hợp này đã giúp quân đội Nga tấn công thành công các mục tiêu và vô hiệu hóa mối đe dọa từ hệ thống Hamas. Đáng chú ý là trong 24 giờ qua, lực lượng vũ trang Nga cũng đã hạ một xe tăng Abrams khác của Mỹ được chuyển đến Ukraine. Đoạn video về chiến lợi phẩm mới này cũng được các binh sĩ Nga đăng tải. Ngoài ra, quân đội Nga đã tấn công xưởng lắp ráp và các địa điểm chuẩn bị cho việc phóng UAV, cùng với các khu vực tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của đối phương tại 109 khu vực. Giới quan sát cho rằng, những cuộc tấn công này nhằm mục đích làm suy yếu hiệu quả chiến đấu của quân đội Ukraine và phá hủy cơ sở hạ tầng của lực lượng này. Hòa bình còn xa nếu các kế hoạch hòa bình bị áp đặt từ trong trứng nước. Những ngày qua, thông tin tiết lộ về kế hoạch hòa bình Nga-Ukraine của cựu Tổng thống Donald Trump, hay như phát biểu của chính trị gia người Anh Nigel Farage, đã nhận phải nhiều phản ứng tiêu cực, nếu không muốn nói là dữ dội. Với Trump, ông chưa tiết lộ thêm bất kỳ chi tiết nào về kế hoạch hòa bình mà bản thân ông hứa sẽ thực thi nếu quay lại Nhà Trắng. Tuy nhiên, một sự cố có lẽ ngoài dự tính của ông đã xảy ra khiến chính trị gia đảng Cộng Hòa tiếp tục bị chỉ trích. Cụ thể, hôm thứ Ba, Reuters đã công bố chi tiết về một đề xuất được lưu hành giữa các cố vấn của Trump nhằm đảm bảo lệnh ngừng bắn ở Ukraine. Kế hoạch này do Trung tướng Keith Kellogg, đã nghỉ hưu và chánh văn phòng Hội đồng An ninh Quốc gia thời của ông Trump, Fred Blake, đề xuất một biện pháp mà theo đó cả Ukraine và Nga sẽ buộc phải đồng ý ngừng bắn ngay lập tức, dựa trên cơ sở là chiến tuyến chiếm ưu thế trong các cuộc đàm phán hòa bình. Những biện pháp đó bao gồm việc cắt đứt Ukraine khỏi sự hỗ trợ của Mỹ, trừ khi nước này đồng ý đàm phán có ý nghĩa với Nga. Trong khi đó, Nga sẽ bị buộc phải ngồi vào bàn đàm phán với lý do rằng nếu không làm như vậy, Mỹ sẽ tăng cường hỗ trợ vật chất cho Ukraine. Trong trường hợp này, phản ứng đáng tin cậy và đáng được đón đợi nhất lẽ ra phải đến từ những nhân vật chính, đó là từ phía ông Putin và ông Zelensky. Tín hiệu từ Điện Kremlin hay Kiev sẽ cho thấy kế hoạch cứ xem tạm là của ông Trump có khả dĩ hay không. Điều đó đồng nghĩa là lúc này, truyền thông nên dành sự im lặng và tôn trọng cần thiết để các quyền thủ đưa ra phản ứng của mình. Nhưng đáng tiếc, sự kiên trì là ngắn ngủi khi sự ồn ả của giới truyền thông phương Tây lập tức xuất hiện. Hôm 26 tháng 6, ấn phẩm Newsweek
đã nhanh chóng kết luận rằng kế hoạch của nhóm ông Trump đã bị các chuyên gia bác bỏ vì cho rằng cả Moscow và Kiev đều không thể chấp nhận được. Ấn phẩm này dẫn lời trả lời phỏng vấn của Thiếu tướng Hoa Kỳ đã nghỉ hưu Gordon Skip Davis cho rằng: "Tôi thấy đề xuất này là không cân bằng vì có lợi cho các mục tiêu của Nga và có khả năng khuyến khích sự gây hấn và bạo lực tàn bạo." Newsweek cũng tìm đến tác giả sách kiêm nhà phân tích chính trị Brian Taylor để có câu trả lời rằng: "Ý tưởng về một kế hoạch hòa bình cho cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine nghe có vẻ hay, nhưng những ý tưởng do hai cố vấn của Trump đề xuất sẽ không được cả Nga và Ukraine chấp nhận." Tạp chí tuần san thuộc hàng lớn nhất thế giới này còn lọc các dẫn bình luận của độc giả trên mạng xã hội X để chứng minh kế hoạch của nhóm ông Trump bị bác bỏ bởi lẽ. Đó là một kế hoạch được viết ở Điện Kremlin, một danh sách mong muốn mà ông Trump rất vui lòng chấp nhận. Tình cảnh tương tự ông Trump cũng xảy ra đến với chính trị gia người Anh Nigel Farage khi ông nhắc đến ý tưởng hòa bình. Cụ thể, trong phát biểu của mình, nhà lãnh đạo đảng cải cách của Vương quốc Anh đã nói với ông Zelensky rằng chỉ có hòa bình mới cứu được Ukraine. Theo hãng tin RT, Nigel Farage đã bị lôi kéo vào cuộc tranh cãi với Volodymyr Zelensky của Ukraine và cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson sau khi lập luận rằng việc mở rộng NATO ở châu Âu đã góp phần vào tình trạng thù địch đang diễn ra. Sự việc bắt đầu khi tuần trước Farage đã nói lên quan điểm của mình trên chương trình Panorama của BBC. Tại chương trình này, chính trị gia Nigel Farage cho biết ông không thích cá nhân Tổng thống Nga, lên án việc ông Putin ra lệnh tấn công Ukraine, nhưng ngưỡng mộ ông ấy như một nhà điều hành chính trị vì mức độ kiểm soát của ông Putin đối với Nga. Về lý do Putin tấn công Ukraine, ông Farage nói: "Tôi đã đứng lên tại Quốc hội châu Âu vào năm 2014 và nói rằng sẽ có chiến tranh ở Ukraine. Tại sao tôi lại nói như vậy? Đối với tôi, rõ ràng là sự bành trướng về phía đông của NATO và Liên minh châu Âu đã tạo cho ông Putin một lý do để ông ta nói rằng họ lại đến tấn công chúng ta và bắt đầu chiến tranh." Chính trị gia người Anh này nói thêm rằng: "Chúng ta đã kích động cuộc chiến này. Tất nhiên, đó là lỗi của ông ấy, tức ông Putin. Ông ấy đã lấy những gì chúng ta đã làm để bào chữa." Đương nhiên là những phát biểu trên của nhà lãnh đạo đảng cải cách lập tức vấp phải sự phản ứng dữ dội của đảng bảo thủ, lao động và đảng dân chủ tự do Anh, những người từ lâu đã cáo buộc Farage là người biện hộ cho Tổng thống Nga. Tuy vậy, trong cuộc phỏng vấn mới nhất với các nhà báo Anh hôm thứ Ba tuần này, ông Farage vẫn bảo vệ quan điểm của mình. Farage chỉ ra rằng, xét đến những tổn thất nặng nề từ cuộc chiến đang diễn ra, có thể không còn thanh niên nào ở Ukraine để đạt được mục tiêu đã nêu của Kiev là đánh bại Nga. Ông nói rằng việc nhượng lại lãnh thổ để ngăn chặn đổ máu là do Zelensky lựa chọn và than thở rằng thậm chí không ai nói về hòa bình. Tất cả những gì chúng ta đang nói đến là Ukraine sẽ thắng. Thực sự thế ư? Tôi nghi ngờ về điều đó. Farage nói thêm rằng, tôi chỉ nghĩ rằng cần phải có một số nỗ lực làm trung gian đàm phán giữa hai bên. Tất nhiên, khi ông Nigel Farage đề xuất đến kế hoạch hòa bình gắn với điều kiện Kiev phải nhượng bộ lãnh thổ, thì cũng như ông Donald Trump, ông đã nhận về rất nhiều lời thoá mạ. John Hurley, quan chức Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh nói rằng, Farage đã cho thấy rằng ông ấy thà liếm ủng của Vladimir Putin hơn là đứng lên bảo vệ người dân Ukraine. Điều đó khiến ông ấy không phù hợp với bất kỳ chức vụ chính trị nào ở nước ta, chứ đừng nói đến việc lãnh đạo một đảng nghiêm túc trong Quốc hội. Quả là với những gì đang diễn ra, hòa bình cho Ukraine dường như là lâm vào ngõ cụt, khi mà các đề xuất hòa bình từ người trong cuộc tỏ ra duy ý chí, một bậc bảo vệ các lợi ích chủ quan, thì các nỗ lực từ bên trung gian lại đang bị truyền thông hay các chính trị gia đối lập áp đặt từ trong trứng nước. Chính quyền Ukraine đe dọa các nhà báo vạch trần tham nhũng. Ấn phẩm Politico của Mỹ hôm 25 tháng 5 cho biết, chính quyền Kiev đang nhắm mục tiêu vào các nhà báo điều tra tham nhũng trong các quan chức Ukraine và sử dụng quyền lực của mình để bịt miệng những người chỉ trích chính phủ. Họ bị buộc tội trốn tránh công vụ và bị đe dọa đưa ra tiền tuyến. Như ấn phẩm lưu ý, chính các quan chức được cho là phải bảo vệ trong những trường hợp như vậy là những người mà các nhà báo cho rằng phải chịu trách nhiệm về cuộc đàn áp. Nhà báo điều tra người Ukraine Yevheny Sunhat đang chuẩn bị đăng một câu chuyện cáo buộc tham nhũng trong cơ quan an ninh Ukraine SBU, thì những người lính mặc đồng phục tiếp cận anh ta trong một trung tâm mua sắm và cố gắng đưa cho anh ta một thông báo quân dịch. Nhà báo Yevheny Sunhat nói rằng, tôi coi đây là hành vi đe dọa và cản trở hoạt động báo chí của tôi. Đồng thời cho biết nỗ lực vào tháng 4 được thực hiện ngay sau khi ông liên hệ với SBU về câu chuyện này. Ông từ chối chấp nhận thông báo và thay vào đó đã nộp đơn khiếu nại. Các nhà báo, cơ quan giám sát và những người liên quan đến các tổ chức phi chính phủ làm việc về các vấn đề quan trọng đối với chính phủ cũng cảnh báo rằng
chính quyền hoặc các quan chức cấp cao đang sử dụng quyền lực để ép buộc người dân phải im lặng. Các nhà báo Ukraine khác đưa tin về nạn tham nhũng ở nước này, chẳng hạn như Alexander Zelensky và Yuri Nikolov, cũng cho rằng chính quyền Kiev sử dụng nhiều chiến thuật đe dọa khác nhau. Tất cả họ đều là đối tượng bị quấy rối trên Internet, bị cáo buộc trốn tránh nghĩa vụ và bị đe dọa đưa ra tiền tuyến. Trong những tháng qua, các quan chức Ukraine khẳng định họ đang chống tham nhũng tích cực như cách quân đội của họ đang chiến đấu ở miền Đông. Nhưng các nước phương Tây lại tỏ ra hoài nghi với tuyên bố này. Trong đó có cả Mỹ, cho rằng Ukraine vẫn chưa làm đủ và đây là nguyên nhân gây căng thẳng ngày càng gay gắt giữa Kiev và một số đồng minh ủng hộ mạnh mẽ nhất, đe dọa các nguồn hỗ trợ kinh tế và quân sự bổ sung tới nước này. Cuộc gặp giữa Tổng thống Zelensky và Ngoại trưởng Blinken tháng trước đã diễn ra rất căng thẳng. Theo các nguồn tin giấu tên am hiểu vấn đề cho biết, lãnh đạo Ukraine bày tỏ thận trọng nguồn viện trợ quân sự của Mỹ, nhưng tỏ ra thất vọng trước việc Ngoại trưởng Blinken đánh giá không tương xứng nỗ lực chống tham nhũng của Kiev. Các quan chức cấp cao Ukraine phàn nàn rằng Mỹ và châu Âu thường lấy định kiến về tham nhũng như một cái cớ để trì hoãn hoặc phản đối viện trợ, trong khi chính họ cũng đang đối mặt với vấn đề tương tự. Phó Thủ tướng Olha Stefanisia, người đang giám sát quá trình gia nhập EU của Ukraine, nhấn mạnh trong một cuộc phỏng vấn: "Nó hoàn toàn không công bằng. Chúng tôi luôn muốn nói rằng tại sao các bạn lại thuyết giảng chúng tôi. Chúng tôi thấy thủ tướng của các bạn cũng bị buộc tội tham nhũng." Olga Sabran, giám đốc mạng lưới chống tham nhũng tại Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế Quốc tế, nói rằng Ukraine đã đạt được nhiều tiến bộ, song tham nhũng vẫn là vấn đề lớn đối với cơ cấu quyền lực tại nước này, vốn bị các tài phiệt thao túng ở mọi cấp độ. Giới chuyên gia đánh giá những tuyên bố đào to bổ lớn trong cuộc chiến chống tham nhũng có thể làm hài lòng cử tri Ukraine và các quan chức phương Tây, nhưng nó có nguy cơ đặt ra những kỳ vọng không thực tế với Kiev. Gần như mỗi tháng, giới chức Ukraine lại công bố một vụ án tham nhũng mới và hàng loạt quan chức cấp cao bị bắt hoặc sa thải. Hồi cuối tháng 5, cựu phó chánh văn phòng tổng thống Ukraine Andriy Spinov bị Cục chống tham nhũng quốc gia buộc tội làm giàu bất hợp pháp. Cơ quan này cho biết Spinov đã mua bất động sản, xe cộ và các tài sản khác có giá trị gấp hơn 10 lần số lương và tiền tiết kiệm ông báo cáo. Hồi tháng 4, Tổng thống Volodymyr Zelensky sa thải Ilya Vityot, lãnh đạo bộ phận an ninh mạng trực thuộc cơ quan an ninh Ukraine. Và ngay sau khi truyền thông địa phương đưa tin, vợ ông đã mua căn hộ trị giá hơn 500.000 USD ở một khu phố thượng lưu tại thủ đô Kiev. Trong năm nay, chánh án Sefulov Nayazev bị buộc tội nhận hối lộ hơn 2 triệu USD và bị sa thải ngay lập tức. Một tài phiệt nổi tiếng, Iho Kolomoisky, người từng ủng hộ mạnh mẽ Tổng thống Zelensky, đã bị bỏ tù với tội danh lừa đảo, tham ô và rửa tiền. NATO có tổng thư ký mới, liệu chính sách của Liên minh có thay đổi hay không? Vào thứ Tư ngày 26 tháng 6, cơ quan báo chí của Liên minh Bắc Đại Tây Dương đưa tin rằng việc ứng cử của Mark Rutte đã được đại sứ của 32 nước thành viên NATO chấp thuận tại một cuộc họp ở Brussels. Dịch vụ báo chí của NATO lưu ý rằng Hội đồng Bắc Đại Tây Dương đã quyết định bổ nhiệm Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte làm tổng thư ký tiếp theo của NATO, thay thế Jens Stoltenberg. Ông Rutte sẽ nhận nhiệm vụ vào ngày 1 tháng 10, thay thế Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg. Mark Rutte năm nay 57 tuổi, ông đứng đầu chính phủ Hà Lan kể từ tháng 10 năm 2010. Cho đến năm 2023, chính trị gia này là lãnh đạo của Đảng Nhân dân Tự do và Dân chủ cánh hữu. Năm 2023, Thủ tướng tuyên bố từ chức vì liên minh của ông không thể thống nhất về vấn đề di cư ngày càng tăng. Chính phủ của ông hoàn thành nghĩa vụ của mình cho đến khi nội các mới được bổ nhiệm. Trước đây, Rutte liên tục liên lạc với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin, có cả những cuộc gặp gỡ cá nhân và trò chuyện qua điện thoại. Năm 2013, Rutte tham dự diễn đàn quốc tế St. Petersburg. Tại đây, ông lưu ý rằng Hà Lan là đối tác thương mại lớn nhất của Nga ở châu Âu và Nga là một trong ba đối tác thương mại lớn nhất của Hà Lan ngoài châu Âu. Năm 2014, Rutte đến dự khai mạc Thế vận hội Olympic ở Sochi. Thủ tướng Hà Lan một lần nữa nhấn mạnh rằng mối quan hệ giữa Nga và Hà Lan được phân biệt bởi sự tương tác lớn trong lĩnh vực kinh tế, lĩnh vực văn hóa mà còn trong bởi sự tương tác chính trị. Tuy nhiên, việc bổ nhiệm ông Mark Rutte làm tổng thư ký NATO có ảnh hưởng như thế nào đến Liên bang Nga trong tương lai? Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tự tin rằng việc bổ nhiệm Rutte làm tổng thư ký NATO mới sẽ không thay đổi được điều gì, vì Mỹ chịu trách nhiệm về mọi việc trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Theo bà, trong hiệp hội này, ngay cả các nước tham gia cũng không có tiếng nói riêng. Zakharova lưu ý,
Trong cơ cấu này, ngay cả các nước tham gia cũng không được quyết định được gì, đặc biệt là tổng thư ký. Người Mỹ chịu trách nhiệm về mọi thứ. Người đứng đầu cơ quan báo chí Điện Kremlin, Dmitry Peskov, bình luận về việc chấp thuận ứng cử viên Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte làm tổng thư ký NATO. Lưu ý rằng, lựa chọn này khó có thể thay đổi bất cứ điều gì trong đường lối chung của liên minh. Mọi nước, trong đó đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Hoa Kỳ. Đồng thời Peskov nhấn mạnh rằng, liên minh Bắc Đại Tây Dương đang hoạt động với mục tiêu trấn áp Nga về mặt chiến lược. Phó Chủ tịch Ủy ban Duma Quốc gia về các vấn đề quốc tế cũng có quan điểm tương tự. Ông nói rằng sẽ không có thay đổi nào được mong đợi. Alexei Chepa kết luận, bạn chỉ cần dựa vào chính mình. Houthi tuyên bố dùng tên lửa siêu thanh tự chế tập kích tàu hàng. Lực lượng vũ trang của phong trào CIA Ansar Allah cầm quyền ở miền Bắc Yemen tuyên bố lần đầu tiên sử dụng tên lửa siêu thanh do chính họ sản xuất để tấn công tàu MSC Sarawi của Israel. Tuyên bố này được đại diện quân sự của Houthis, Yahya Sari, đưa ra trên mạng xã hội X. Yahya Sari viết, lực lượng vũ trang Yemen lần đầu công bố thông tin về tên lửa nhắm vào tàu hàng MSC Sarawi của Israel trên biển Ả Rập. Đó là tên lửa siêu thanh vượt âm Hatem 2, được sản xuất trong nước, ứng dụng nhiều công nghệ tiên tiến có độ chính xác cao và tầm bắn xa. Cùng với video được đăng trên mạng xã hội X, quan chức Houthi cho biết tên lửa sử dụng động cơ nhiên liệu rắn, có hệ thống dẫn đường thông minh và khả năng cơ động trong khi bay, gồm nhiều phiên bản với tập bắn khác nhau. Trong video xuất hiện cảnh quả đạn Hatem 2 chuyển sang trạng thái sẵn sàng và rời bệ phóng, lao về phía mục tiêu ngoài khơi. Vụ tấn công mà Houthis nhắc đến ở trên xảy ra vào ngày 24 tháng 6. Theo Trung tâm Thông tin Hàng hải chung, GPIC, đơn vị phối hợp với Liên minh Hải quân phương Tây trong khu vực, xác nhận tàu hàng MSC Sarawi bị tập kích tên lửa khi đi qua biển Ả Rập, nhưng quả đạn trượt mục tiêu và không gây thiệt hại cho con tàu và các thủy thủ. Hải quân Anh cho biết thêm, vụ tấn công này xảy ra cách bờ biển Yemen khoảng 455 km. Trong 2 năm gần đây, Houthis nhiều lần tuyên bố họ sở hữu tên lửa siêu thanh có thể tấn công vào các mục tiêu ở Biển Đỏ, Biển Ả Rập và Vịnh Aden, cũng như nhắm mục tiêu vào các địa điểm ở Israel. Cụ thể, năm 2022, các quan chức trong nhóm Houthi đã lên tiếng về ý định sở hữu tên lửa siêu thanh của nhóm này. Vào tháng 11 năm 2023, trong một cuộc phỏng vấn với BBC, một thành viên của Hội đồng Chính trị tối cao Mohammed Ali al-Houthi đã đe dọa sử dụng tên lửa siêu thanh để nhắm vào Israel. Ngày 13 tháng 3 năm 2024, hãng thông tấn Novosti của Nga dẫn nguồn tin quân sự thân cận với nhóm Houthi rằng nhóm này đã thử nghiệm một tên lửa siêu thanh hoạt động bằng nhiên liệu rắn và tốc độ của nó đạt Mach 8, khoảng 10.000 km một giờ. Việc Houthi có thể tự sản xuất được vũ khí đòi hỏi công nghệ hiện đại tiên tiến bậc nhất trên thế giới đang là một câu hỏi được quan tâm. Đã xuất hiện không ít nghi ngờ cho rằng Houthi chỉ đơn thuần là nhận được loại tên lửa này từ các quốc gia đối thủ của phương Tây để gián tiếp tham gia vào cuộc chiến ở Biển Đỏ. Quý khán thính giả thân mến, bản tin bình luận hôm nay đến đây xin tạm dừng. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi và ủng hộ kênh tin 360 News. Nếu quý vị có những góc nhìn, quan điểm khác nhau thì hãy để lại bình luận bên dưới video. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo quý vị nhé. Và bây giờ Quang Sang xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào các bản tin kỳ sau. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, thân ái chào, tạm biệt.